Nhã Phương trang điểm đậm trong già nhưng vẫn chấp nhận được, nam em bắt chước theo nhận ngay kết quả không thể thốn hơn. Đều là trang điểm đậm nhưng nhan sắc nam em lép vế hơn hẳn so với Nhã Phương. Không chỉ là diễn viên tài năng, Nhã Phương còn gây ấn tượng và chinh phục người hâm mộ nhờ vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết. Gương mặt ưa nhìn với đường nét thanh thoát cùng nụ cười rạng rỡ đã đánh gục trái tim của tất cả mọi người. Người đẹp còn được mệnh danh là nữ hoàng mặt mộc với khuôn mặt tươi tắn, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt to tròn khiến ai cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, mỗi khi trang điểm đậm, vẻ dịu dàng ngọt ngào của Nhã Phương hoàn toàn bị che giấu, đem đến một hình ảnh hoàn toàn khác lạ. Đôi môi đỏ rực rỡ đánh tràn môi, cặp lông mi dày cộm khiến mắt cô nàng trông có phần hơi đáng sợ. Lớp phấn dày đặc chẳng những không thể làm nổi bật nhan sắc mà còn khiến vẻ ngoài của Nhã Phương kém xinh xắn hơn hẳn. Dù đã tiết chế trong việc trang điểm, tuy nhiên Nhã Phương lại kém tinh tế khi lựa chọn trang phục không hợp với kiểu đánh son đỏ đậm cùng lớp nền trên gương mặt quá trắng. Mặc dù nhiều lần Nhã Phương bị dìm hàng nhan sắc do trang điểm đậm, nhưng xét tổng thể trông vẫn ở ngưỡng chấp nhận được. Cũng là trang điểm đậm nhưng nam em lại nhận ngay kết quả không thể thốn hơn. Mặc dù chiều cao và thân hình của nam em có thể trên cơ Nhã Phương, nhưng khi make up đậm, trông chân dài lép vế hơn hẳn so với đàn chị. Không chỉ chắc vấn dày cộm khiến khuôn mặt bị cứng đơ, mà đôi lông mày đuôi vẩn như sừng quỷ và đôi mắt quần đen của nam em chẳng ăn nhập gì với bộ đầm dịu dàng và chiếc vương miện quý phái. Dường như sau scandal tình ái với Trường Giang, nam em quyết tâm thay đổi bản thân và phong cách trang điểm cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, có vẻ kiểu trang điểm này không hợp lắm với cô nàng. Nhiều người nhận xét nam em trông không khác gì mụ phù thủy với đôi mắt được đánh đậm đen xì. Nhìn thấy gương mặt này của nam em chắc Trường Giang cũng phải chạy mất dép. Trước đó nam em cũng bị soi đánh highlight thiếu tự nhiên, khiến gương mặt cô bị gồ ghề trông thấy.